Xin kính chào cả nhà, kính chúc mọi người có một ngày bình an. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Đừng chết ở Ả Rập Xê Út của tác giả Nghiêm Hương. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tác giả Nghiêm Hương đã gửi đến quý thính giả một đôi dòng. Tôi viết Đừng chết ở Ả Rập Xê Út để giải tỏa nỗi ám ảnh về những phận người nô lệ dưới mát đi xuất khẩu lao động mà chính tôi là một nạn nhân kim nhân chứng sống. Cuốn sách này dành tặng cho những chị em đang đứng trước sự lựa chọn đi hay không đi bán sức lao động ở xứ người. Tập sách này gồm có 17 phần. Mở đầu tác giả đã viết như thế này: Cảm ơn Ate Saira, không có chị, tôi đã chẳng thể trở về. Đây là cơn ác mộng hay là cơ may của tôi? Có lẽ cả hai đều đúng. Một chuyến đi xuất phát từ sự thiếu suy nghĩ và thói ảo tưởng phù phiếm đã cho tôi những trải nghiệm suýt phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Và dù không mong muốn, nhưng tôi đã có một câu chuyện đáng giá để kể lại cho các bạn. Tôi tin nó không phải là tình huống phổ biến xảy ra với đại đa số những người đã và đang làm nghề giúp việc ở xứ sở nơi mà tôi đã từng làm, hoặc ở bất kỳ quốc gia nào mà bạn đang có ý định đặt chân tới. Khi đặt bút viết những dòng đầu tiên của cuốn sách, tôi chỉ đơn giản muốn ăn mừng sự sống đã quay trở lại và chia sẻ câu chuyện của mình với góc nhìn cá nhân. Tôi hy vọng nó không xung đột với góc nhìn của bạn hay bất kỳ ai khác trong tình huống tương tự. Phần đầu tiên có tựa đề Phần đầu của cơn ác mộng. Tôi đến Haio vào ngày 5 tháng 11 năm 2014. Đó là một chuyến bay dài và mệt mỏi từ Sài Gòn cùng với 4 người khác. Chúng tôi quá cảnh ở Qatar chừng hơn một tiếng rồi bay tiếp tới Riyadh. Ả Rập Xê Út đang vào đông, cái lạnh tê tái làm mũi tôi đông cứng lại. Đại lý trung gian ở Sài Gòn nói rằng tới Ả Rập thì đại lý môi giới bên này sẽ tới đón và đưa chúng tôi tới tận nơi làm việc như đã ký trong hợp đồng. Nhưng thực tế phũ phàng hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng. Không có lời cảnh báo nào về việc bạn sẽ bị cưỡng hiếp. Chẳng có lời nào cho bạn biết bạn sẽ bị biến thành nô lệ và không có đường về. Tới Riyadh lúc 7 giờ sáng theo giờ địa phương, tức là khoảng 11 giờ trưa Việt Nam. Chúng tôi lập tức bị lùa vào một cánh cửa riêng trong khu nhập cảnh. Bước vào hành lang bên hông cửa, cảnh tượng của một hàng dài rất dài những phụ nữ bẩn thỉu ngồi bệt dưới sàn với la liệt ba lô, túi xách đập vào mắt tôi, choáng váng. Họ chia thành nhiều nhóm ngồi tách biệt. Trên tay những người đứng hàng đầu cầm những tấm bảng ghi bằng mực đen Sri Lanka, India, Philippines, Bangladesh, Việt Nam. Chừng hơn chục nữ cảnh sát trùm mạng kín mít, chỉ hở hai con mắt, liên tục cầm roi chỉ vào đám người và gọi bằng tiếng Ả Rập. Vài người đứng lên bước vào căn phòng đó. Những nhóm người còn lại bị đưa trở lại vào dãy phòng ở cuối hành lang. Nhóm chúng tôi bị đẩy vào phòng cuối cùng, sát nhà vệ sinh. Cảm giác buồn nôn ào tới, căn phòng nồng nặc mùi ôi thiêu của thức ăn, mùi hôi của quần áo lâu ngày không thay. Có khoảng 50-60 người, đủ loại quốc tịch đang nằm ngồi trên gần 20 cái giường kê san sát trong phòng. Họ nói chuyện, khóc lóc và chửi rủa ầm ĩ. Năm chúng tôi lê tới chiếc giường đang chất đầy túi ni lông và đồ hộp ăn dở. Đầu tôi nhức như búa bổ và không thể hiểu nổi vì sao mình lại đang có mặt tại nơi này. Điện thoại thì hết pin và cũng không có sim. Lúc còn ngồi ngoài sảnh nhập cảnh, tôi thấy có vài người da đen làm vệ sinh đi lảng vảng sát gần tôi và hỏi bằng câu tiếng Anh. $10 lấy không? Tôi lắc đầu vì chẳng hiểu họ bán cái gì. Mãi sau này tôi mới biết họ bán sim chui cho những người như chúng tôi để kiếm thêm.
Mà nếu mua SIM thì tôi cũng không biết sẽ phải nói gì với đại lý tại Việt Nam nữa. Biết nói gì khi tôi đã hiểu lý do họ đưa chúng tôi tới tận sân bay và đứng đợi cho tới khi chúng tôi làm thủ tục xuất cảnh xong, gọi điện báo là bắt đầu lên máy bay thì họ mới quay về. Đói lả, rét run, chúng tôi túm tụm lại nghe một nhóm người Việt đang xôn xao ở giường bên cạnh. Một phụ nữ mặc chiếc áo lông màu vàng, đi đôi bốt đỏ chói, chửi oang oang vào chiếc điện thoại cục gạch. Tiên sư chúng mày lừa tao sang đây gần một tuần rồi mà vẫn chưa ai đón là thế nào? Biết thế này tao ở nhà bán thịt cũng trả xong nợ. Nghe chúng mày dỗ đi kiếm được tiền nhiều lắm mà giờ nằm vật vã ở đây hả? Bảo chúng mày cho về, chúng mày cứ tắt điện thoại không nghe là thế nào? Tao gọi quân khu nhà tao kéo lên phá nát công ty của chúng mày ra bây giờ. Còn định chửi tiếp, nhưng rồi chị ta nhìn vào cục gạch trong tay. Mua SIM mới để gọi cho chúng mới chịu nghe mà chúng nó lại tắt luôn rồi này. Tôi hỏi vọng sang, chị ơi chị quê ở đâu? Chị ta nhìn tôi, Bắc Giang. Cả tuần chờ ở cái chuồng lợn này rồi mà chưa ai rước đây nè em mới sanh à? Tôi gật đầu, đầu óc quay cuồng hoang mang. Khoảng gần 10 giờ sáng, chúng tôi được phát đồ ăn. Một hộp cơm cà ri và hai miếng trứng tanh lợm giọng. Tôi bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Một đống hỗn hợp băng vệ sinh, đờm và giấy đầy lối đi. Mùi nước tiểu xộc lên tận óc, gần như muốn ngất liệm vì tụt huyết áp. Tôi quay trở vào, nằm lăn ra đất và liệm đi. Tiếng còi rít lên làm tôi mở mắt. Người ê ẩm và chưa hiểu chuyện gì thì cô bé đi cùng chuyến bay lay lay tôi. Chị ơi dậy đi, người ta kêu Việt Nam ra xếp hàng kìa. Cầm ba lô lên, tôi theo cô bé bước ra dãy hành lang. Một người phụ nữ to béo tiến đến hỏi, Việt Nam, Việt Nam. Chúng tôi gật, bà ta ngoắc tay chỉ vào căn phòng đầu khu nhà hồi sáng. Tôi thấy một số người đang tiến vào đó, tôi bước vào trước. Căn phòng nhỏ xíu, có hai người phụ nữ che mạng với chiếc áo tròn đen quét đất. Một người ra hiệu cho tôi cởi áo ra. Tôi hỏi bằng tiếng Anh, cô muốn tôi cởi áo phải không? Lập tức người kia vụt một nhát vào mông tôi và lấy cây gậy thọc ngược áo tôi lên. Quá hốt hoảng, tôi lột hết đồ, run lập cập. Họ sờ nắng khắp người tôi rồi ra hiệu mặc quần áo lại. Đi ra ngoài, cứ vậy nhóm Việt Nam được kiểm tra khá nhanh. Chị Bắc Giang lầm bầm. Kiểm mẹ chúng mày mà kiểm lắm thế, rồi bà cũng có được ai đón đâu. Tôi quay mặt đi không biết còn phải chịu đựng tình trạng khủng khiếp này trong bao lâu nữa. Hóa ra những giây phút ấy lại là những giây phút sung sướng nhất khi tôi đặt chân tới đất nước của vị đèn mơ ước. 30 phút sau, 5 người chúng tôi được gọi đi, chị Bắc Giang quay lại chuồng lợn để chờ tiếp. Chúng tôi bước đi trong tiếng chửi vang cả hành lang của chị. Không biết số phận chị về sau này có giống như tôi và những người đi cùng hay không. Tôi không dám chắc và không muốn tìm câu trả lời. Trải nghiệm của một mình tôi là quá đủ rồi. Chúng tôi quay lại nơi nhập cảnh ban đầu. Một người đàn ông bé nhỏ đón chúng tôi. Ông ta mặc bộ quần áo trắng với chiếc khăn caro và vành quấn màu đen đặc trưng của người Ả Rập trên đầu. Đôi mắt đen nhìn xoáy vào tất cả chúng tôi khi ông ta cầm hộ chiếu và lần lượt đọc tên từng người. Tôi hỏi ông ta, chúng ta sẽ đi đâu? Cuối cùng cũng có người nói được tiếng Anh. Chúng ta sẽ đi Ohio, cách đây 7 tiếng chạy xe. Tôi lại muốn ngất. Tôi đã không ăn gì từ trưa hôm qua khi ra sân bay đến giờ, và tôi còn mắc chứng say xe nữa. Chẳng có sự lựa chọn nào khác, nhóm 5 người chúng tôi chui vào chiếc xe. 5 người khác đã ngồi sẵn trong đó. Chiếc xe chật ních đồ đạc, không khí đặc quánh mùi hôi. Tôi chỉ được ngồi ghé lên đùi một phụ nữ nhỏ xíu, đen đúa. Mọi người trên xe nhìn chằm chằm vào tôi không cần che giấu. Cô sang đây làm gì? Một trong hai cô gái cạnh ghế lái ngoáy cổ lại hỏi tôi.
Có lẽ bộ quần áo tôi mặc trên người cùng chiếc khăn lụa hoàng cổ rõ ràng là không thích hợp với hoàn cảnh lúc này. Cô ký hợp đồng sang nấu ăn. Cô gái nhìn tôi không chớp mắt. Nấu ăn? Cháu sang đây là chuyến thứ hai rồi. Ở bên này chỉ có đi giúp việc nhà chứ làm gì có đi nấu ăn không hả cô? Ở đây cực lắm. Trông cô thế kia không biết có trụ được một tuần không á. Đội của cháu về rồi định không sang nữa, nhưng ở nhà không để dành được tiền như đi sang đây, nên cháu lại đi đấy. Cháu bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi. Cháu 20. Cháu mới đi 2 năm, chủ đánh ghê quá nhưng không về được nên chịu. Được cái hết năm đầu không đánh nữa. Lúc về lại cho tiền, cho vàng, nên nghỉ 2 tháng ở nhà cháu lại sang. Năm người chúng tôi cùng im lặng. Tất cả chúng tôi đều đi chuyến đầu. Bé Loan, người Bến Tre, có đôi mắt buồn thăm thẳm. Em được một đại lý khác ký gửi vào công ty chúng tôi. Em đi để trả nợ cho mẹ, cho chồng cũ. Chị Thanh, người Huế, làm thơ và hát suốt ngày trong lúc ở trại công ty để đợi đi. Hai người khác tôi không biết tên. Trong đó có một chị khi đi khám sức khỏe bị báo kết quả là giang mai. Chữa 6 tháng rồi mới đi được. Những ai ở xa sẽ được công ty thuê phòng trọ hoặc ở tại công ty cho đến lúc đi. Tôi đã thoáng tự hỏi, vì sao công ty lại tốt đến mức đón chúng tôi lên ăn ở, phục vụ tại chỗ 2 tuần trước khi đi? Vì sao giữ hộ khẩu tôi tới lúc chúng tôi đi rồi mới trả lại cho người nhà? Ngay cả cách ký hợp đồng cũng không giống ai. Trước khi ra sân bay 30 phút, chúng tôi mới được gọi riêng vào văn phòng và ký vào những văn bản dày đặc tiếng Ả Rập. Văn bản đó chúng tôi phải lăn tay đủ 10 ngón. Còn một văn bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt thì chúng tôi được giữ lại. Dù ký rất vội để ra xe, nhưng tôi cũng kịp đọc những điều khoản chủ chốt. Nó giống như những gì chúng tôi đã được công ty hứa hẹn. Vì vậy tôi bước lên xe. Mọi thứ chỉ là một mớ giấy lộn. Thực tế là tôi đang ngồi trên một chiếc xe chạy lắc lư qua những trảng cát dài bất tận. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi thốc vào xe, kéo theo cả đám cát mù mịt. Mặt mũi mồm miệng chúng tôi đầy cát. Tôi nhắm tịt mắt vì say và đầu óc hỗn loạn, không biết những gì đang chờ đợi phía trước. Mặc kệ những hoàn cảnh bi đát cạnh mình đang được mang ra kể lể. Bản thân tôi cũng chẳng khá hơn gì. Ly hôn xong, tôi gần như phát điên, không thể cân bằng được. Tôi chỉ muốn đi thật xa để trốn cảm giác đổ vỡ bủa vây. Ngay khi đọc được mẫu quảng cáo xuất khẩu lao động không cần tiền đặt cọc, chẳng tìm hiểu, không một chút đắn đo, tôi gọi điện thoại và đến công ty ngay giữa trưa. Cuộc tư vấn với đại lý chỉ mất chừng nửa giờ đồng hồ. Công ty sẽ giữ giấy tờ cho đến lúc tôi ra máy bay thì trả lại hộ chiếu. Còn hộ khẩu sẽ thông báo cho người nhà tới lấy sau khi tôi đã sang tới Ả Rập Xê Út. Tôi phải ký một bản cam kết là đền hợp đồng 3.000 đô la nếu bỏ không đi nữa. Lúc đó tôi thấy mình may mắn vì có sẵn hộ chiếu nên được xếp vào danh sách đi ngay sau 20 ngày. Đến tận lúc lên máy bay, tôi mới điện thoại báo tin cho mẹ về việc mình đã trả phòng trọ và 2 năm sau mới trở về. Mẹ tôi không nói gì được về quyết định đột ngột đó của tôi. Bà chỉ dặn phải giữ liên lạc. Còn giây phút này, tôi đang nghĩ đến việc nếu không thể chịu đựng được thì sẽ gọi về Việt Nam chạy 3.000 đô la đền hợp đồng để trở về nước trước 2 năm. Khi người tôi lả đi, tai ù đặc thì chiếc xe đột ngột dừng lại. Tôi chúi về phía trước, không thể chịu đựng thêm. Tôi bật cửa xe, lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng tuôn ra đắng ngắt sau khi tôi đau gập bụng vì không còn gì để tống ra được nữa. Đó là một trạm xăng rộng nằm ngay ven đường. Trạm xăng trống trải giữa những dãy núi đá và cát bao bọc hai bên. Vài người đàn ông quấn khăn, mặc quần áo trắng, đang đứng cạnh ô tô của họ đợi bơm xăng, nhìn tôi tò mò. Vài phụ nữ với chiếc áo choàng đen quét đất với tấm mạng che kín mặt mở cửa xe liếc nhìn tôi và ôm vội mấy đứa bé đi về phía tiệm tạp hóa gần đó.
Người lái xe của đoàn chúng tôi cũng xuất hiện từ tiệm tạp hóa, tay ôm lỉnh kỉnh nước đóng chai và bánh mì tươi. Tôi quay trở lại xe, không còn sức lực nghe ông ta la hét gì đó bằng tiếng Ả Rập. Những người khác vẫn ngồi im trong xe. Ông ta phát cho mỗi người một ổ bánh mì và một chai nước. Mọi người ăn ngấu nghiến, tôi không thể nuốt nổi vì cơn buồn nôn do say xe cứ trực trào lên. Cuối cùng khi xe chạy, mọi người phải ôm bớt đống đồ hành lý phía sau xe lên để lấy chỗ cho tôi nửa nằm nửa ngồi, lả đi trên một phần ba ghế sau. Tôi không biết xe chạy bao lâu. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã tối đen, tai tôi ù đập. Với tay lấy chai nước uống một ngụm, tôi nhổm dậy. Lúc sau, xe rẽ vào một khu phố. Hai bên đường là những ngôi nhà xây theo kiểu Hồi giáo, với tháp mái tròn ở trên và những ô cửa sổ nhỏ đóng kín mít. Xe quẹo tới quẹo lui, nhưng tôi không thể phân biệt được khu nào với khu nào, vì chỉ có một kiểu nhà như vậy và một loại cây như cây cọ trồng giữa những dải phân cách. Sau này tôi mới biết đó là cây chà là. Đèn đường sáng trưng, chiếu sáng những biển hiệu bằng tiếng Ả Rập. Cuối cùng, khi xe dừng trên một dãy phố bẩn thỉu, tôi bắt đầu ý thức được rằng mình đã thật sự không còn ở Việt Nam nữa. Chúng tôi bước ra khỏi xe, người lái xe chạy nhanh lên vỉa hè, bước vào văn phòng trước mặt. Hai người đàn ông lực lưỡng chạy ra mở cửa xe, khuân hành lý vào văn phòng. Một người nói với chúng tôi bằng tiếng Anh: "Đi vào nhanh, đứng đây lâu là bị phạt bây giờ." Mấy người kia nhao nhao: "Nó nói gì đấy?" Tôi nói khó nhọc: "Thôi vào đi rồi xem sao." Văn phòng đại diện là một căn nhà khá nhỏ. Bàn ghế làm việc kê kín xung quanh phòng. Hai người đàn ông lúc nãy biến mất sau cánh cửa bên hông, và một xíu sau họ mang ra cho chúng tôi một khay nước. Có 4-5 người đàn ông khác đang mải miết chuyện trò bằng điện thoại. Một người thấp, nhỏ xíu vừa nói vào điện thoại vừa vẫy tay chỉ những hàng ghế chờ sát tường. Chúng tôi ngồi xuống đó. Lát sau một chiếc xe khác đổ lại ngoài cửa và ba cô gái nhìn giống như người Philippines bước xuống. Họ cũng như chúng tôi, bù xù, bẩn thỉu và mệt mỏi khi bước vào phòng. Họ ngồi đối diện ở hàng ghế sát tường. Người đàn ông bé tí tẹo bỏ điện thoại ra, bước tới hỏi bằng tiếng Anh: "Các cô đã ăn gì chưa?" Tôi gật đầu thay cho cả nhóm. Chẳng còn chút sức lực nào để tế nhị được nữa. Tôi lăn ra sàn luôn. Ông ta quay ra nói gì đó bằng tiếng Ả Rập với một người đàn ông cao to, khá đẹp trai. Người này cúi xuống nói với tôi: "Cô hãy nói tất cả mọi người đi vào căn phòng đằng sau cánh cửa kia. Phụ nữ không được ngồi ở đây lâu đâu." Tôi đành nhổm dậy, đầu óc quay cuồng và dịch lại những lời ông ta vừa nói. Đó là một phòng cách âm với chổi cũ, khăn lau và những tấm đệm bẩn thỉu xếp đầy góc phòng. Vali của chúng tôi chồng chất trên đó. Vài tấm chăn trải rác dưới chân khi tôi bước vào. Dường như mọi người hiểu rất nhanh phải làm gì trong khung cảnh như vậy, nên chen nhau lấy đệm, lấy chăn cho mình. Còn tôi thì đứng ngơ ra. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông đen nhẻm bẩn thỉu xách một ấm trà và vài cái cốc đặt lăn lóc giữa phòng rồi biến đi cũng nhanh như khi vào. Tất cả vội vàng rót trà xì sụp cho ấm người. Tôi không thể làm vậy dù rất khát. Những cái cốc đó quá bẩn để có thể ghé miệng vào. Tôi không thể định hình được là mấy giờ, cũng không muốn mở miệng. Tôi chỉ cầu trời cho người chủ tới thật nhanh đón tôi về. Tôi cần tắm, cần một chỗ gã lưng. Phần 2 có tựa đề Về với chủ. Khoảng hơn 2 tiếng sau, người đàn ông cao to điển trai kia bước vào. Âm thanh buôn bán chuyện gia đình, nợ nần của những người đàn bà trong phòng bỗng nhiên tắt hẳn. Ông ta bước về góc phòng chỗ tôi đang ngồi co ro và bảo: "Chủ cô đến rồi, cô ra ngoài đi. Chúng tôi sẽ cho cô nói chuyện với văn phòng ở Việt Nam trước khi cô về với chủ." Tôi đọc được vẻ tò mò trong đôi mắt đẹp của ông ấy
Khi ông ta nói với tôi, im lặng tôi đi ra ngoài, ngang qua những người còn lại tôi chào họ. Họ chúc tôi có được người chủ tốt và hỏi tôi có muốn lấy số điện thoại của họ không. Tôi lắc đầu, tôi có số của Loan là đủ rồi. Cuộc điện thoại với đại lý ở Việt Nam không giải quyết được những thắc mắc của tôi. Họ tránh né hầu hết các câu hỏi về công việc và sự đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hoặc nếu bất trắc, tôi sẽ liên lạc với họ bằng cách nào ngoài cái Zalo chết tiệt. Đại ý, câu trả lời của họ chỉ là hướng dẫn đánh cắp mật khẩu Wi-Fi của chủ nhà bằng cách nịnh những đứa trẻ, hoặc sẽ cử người ở văn phòng bên này qua kiểm tra tình trạng làm việc của tôi nếu tôi báo về bị ngược đãi. Tự xác định số phận của mình, tôi nhìn ra cửa. Một gia đình gồm ông chồng cao to với bộ quần áo trắng và khăn caro quấn đầu, bà vợ mập mạp với hai đứa bé mũi dãi lòng thòng nhìn tôi không chớp mắt. Sau đó họ nói với người đàn ông bé tí teo kia vài câu và bước về phía tôi cười rạng rỡ. Đi thôi. Ông chồng nói bằng tiếng Anh. Người mang trà khi nãy xách vali cho tôi và tống vào phía sau một cái xe bám đầy bùn đất. Trong khi ông chồng mở cửa xe cho vợ cùng hai đứa nhỏ bước lên, rồi quay sang mở cửa xe phía sau cho tôi. Bà vợ quay lại nhìn tôi thêm lần nữa qua tấm khăn che kín mặt, chỉ hở đôi mắt rất to, trong veo. Tôi mỉm cười với bà lắc đầu quay lên. Trong xe bốc lên một thứ mùi của sữa để lâu ngày, chua và tanh. Sàn xe đầy giấy ăn, hai đứa bé, người mẹ chúng, leo xuống ghế sau chỗ tôi ngồi. Thằng bé lớn hơn, có vẻ là anh, túm tóc tôi giật giật. Con bé con tuy rất xinh, nhưng mặt mũi lem luốc, nhìn tôi chằm chằm rồi khóc váng lên. Mẹ nó vội vàng quay xuống lôi ngược nó lên. Ông chồng ngoáy cổ lại, liếc nhìn tôi. Gặp ánh mắt của vợ, ông ta quay lên rất nhanh, chăm chú lái xe. Các con phố nhộn nhịp dần dần lui lại, hai bên đường chỉ còn những hàng cây như cây cọ lướt nhanh qua ánh đèn cao áp. Những dãy núi đá liên tục hiện ra rồi mất đi. Tụi nhỏ đã ngủ hết, tôi cũng gà gật một khoảng thời gian khá lâu thì xe dừng. Tôi bước ra khỏi xe, rùng mình vì một làn gió quất vào quốc mặt. Trước mặt tôi là con đường khá dài với những ngôi nhà tách biệt có mái vòm tròn nổi lên trên nền trời đen sẫm. Những chiếc xe đậu thành hàng bên ngoài. Nhà chủ tôi đặc biệt hơn một chút vì có một cái cây khá to bên ngoài cổng. Các nhà khác thì không. Núi đá bọc vòng quanh con đường. Một cơn gió mới lạnh hơn kéo theo một đám bụi cát tung mù từ trảng cát bên ngoài dãy núi. Ông chủ ra hiệu cho vợ con và tôi đi vào sau cánh cổng điện đã cuốn hết lên. Một khoảng sân khá rộng và dài hút mắt hiện ra. Phía cuối sân là biệt thự 3 tầng bề thế. Ánh đèn từ hành lang soi rõ những đường nét chạm trổ đặc biệt trưng của đạo Hồi trên cửa chính và các ô cửa sổ của ngôi nhà. Phía bên kia sân là một căn nhà phụ cũng khá lớn, sát với cánh cổng thứ hai cạnh cổng chính mà tôi vừa bước vào. Căn nhà có mái vòm tròn đóng kín cửa, không có tí ánh sáng nào lọt tới. Bà vợ mở cửa chính, một hành lang trải thảm xanh chạy suốt chiều dài căn nhà. Một chiếc gương lớn đặt ngay sát tường cạnh cửa, có một hành lang phụ cách tôi 10 bước chân quẹo về phía tay phải. Mới chỉ nhìn được vậy thì ông chồng mang vali của tôi bước vào. Hai đứa bé mắt nhắm mắt mở theo sau. Bà vợ quay sang nói gì đó bằng tiếng Ả Rập. Ông chồng liếc tôi và gật đầu với vợ. Họ bước tới và bắt đầu kéo khóa vali của tôi. Tôi sửng sốt, lắc đầu và giằng tay ông ta lại. Lập tức bà vợ đạp mạnh vào người tôi, làm tôi ngã sấp xuống. Bà ta hét lên bằng một thứ giọng the thé. Ông chồng nói to ác tiếng bà vợ rằng thủ tục kiểm tra đồ đạc là bắt buộc để đảm bảo tôi không ăn cắp đồ của gia đình họ. Và tôi cần phải biết luật lệ ở đây là không được chạm vào người đàn ông. Hai đứa trẻ vẫn đứng dựa lưng vào tường, thờ ơ nhìn cảnh tượng đó. Tôi ngồi dậy, ứa nước mắt nhìn họ lôi từng món đồ lót của tôi lên xăm soi. Từng gói mì tôm, gói phở của tôi bị họ rứt ra nền nhà. Thuốc mang theo cũng bị họ tịch thu mất.
May mà vẫn còn sót một vỉ Effaragan tôi để trong túi áo khoác từ trước đó. Cuối cùng họ bỏ lại vào vali quần áo và vài cuốn sách tôi mang theo. Bà vợ ra hiệu cho tôi xách vali lên. Đói lả người, tôi run rẩy đi theo bà. Bà ta quẹo vào hành lang phụ mà tôi nhìn thấy, đi qua nhiều cánh cửa tới một phòng khách khá đẹp. Sát phòng khách là một cầu thang uốn vòng với hoa văn trang trí cầu kỳ chạy tít lên cao. Bà ta và tôi lên hết 6 vòng cầu thang. Tôi kịp nhìn mỗi tầng là một hành lang lớn với các căn phòng đóng kín cửa. Không một âm thanh nào chứng tỏ có thêm trong căn nhà mênh mông này. Cuối cùng tới cánh cửa nhỏ trên cùng, bà ta mở cửa bước ra sân thượng. Gió buốt lạnh thốc thẳng vào người tôi. Trên sân là các chảo anten và dây phơi giăng ngang dọc. Ánh sáng từ cuối đường hắt lên đủ để tôi nhìn thấy cuối sân có một căn phòng khá nhỏ. Bà chủ của tôi bước về phía căn phòng đó, mở khóa. Tôi không biết miêu tả thế nào về căn phòng khi bà ta bật đèn lên. Một thứ mùi ẩm mốc xộc lên từ tấm đệm bẩn thỉu nằm giữa phòng. Xung quanh là đủ loại thùng cát tông vứt đầy những thứ trông như dễ lâu. Bà ta vừa nói vừa ra hiệu khi lấy một cái túi to từ trong thùng và lôi ra 3 chiếc váy ngủ dày cộm dài quét đất cùng với 3 đôi tất màu đỏ chói. Tôi hiểu đại loại là sẽ phải mặc thứ đồ này khi làm việc. Trùm ngoài quần áo của mình sẽ là đội những cái khăn mà tôi tưởng là dễ lau vắt trên thành các thùng kia, không được hở tóc ra. Bà ta làm dấu sẽ cắt lương nếu tôi không nghe lời. Tôi gật. Tôi biết mình đang sốt cao và tất cả những gì tôi cần là lăn ra chiếc đệm kia. Bà nhìn tôi một lần nữa bỏ đi xuống. Tôi nhắm chặt mắt, khóc nức nở vì sợ hãi. Tôi tỉnh dậy khi người lạnh run cầm cập trong chiếc áo dài bà chủ mới đưa cho. Tôi lôi thêm 2 tấm chăn dài phía cuối đệm đắp vào. Bất chấp mùi hôi khủng khiếp lâu ngày không giặt, co mình nằm lấy hơi ấm. Nước mắt tôi lại tuôn ra. Một lúc sau vì quá khát, tôi lập cập bò ra tính xuống dưới xin nước uống thì cửa sân thượng đã bị khóa. Quay trở vào, tôi nhìn thấy 2 ổ bánh mì, 1 chai sữa và 1 chai nước để ngay đầu đệm. Có lẽ bà chủ quay lên mà tôi không biết gì. Tôi cố gắng nhai triệu trạo một ổ bánh mì nhỏ để uống thuốc hạ sốt. Sau đó tôi chìm đi. Tiếng loa ngoài đường làm tôi thức giấc. Trời vẫn tối đen, là tiếng kinh cầu. Tôi bước ra ngoài. Tiếng loa từ cái tháp ngọn nhọn hoắt cao tít ngay phía đầu con đường. Giọng cầu kinh dài lê thê vang vọng khắp nơi. Bước về phía cửa sân thượng, tôi ngạc nhiên khi khóa đã mở từ khi nào. Bước xuống cầu thang, tôi nhón chân đi qua các tầng im ắng. Đến gần bậc thang cuối cùng thì tôi dừng lại. Phía dưới sàn phòng khách, bà chủ của tôi đang quỳ trên một tấm thảm nhỏ. Bà đội một tấm khăn khá đẹp, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm không ngừng. Tôi đứng im cho tới khi tiếng cầu kinh ngoài đường dứt hẳn. Bà chủ đứng lên thu dọn tấm thảm và đi ra ngoài thì mới quay lên. Có tiếng mở cửa, lúc đó tôi mới chú ý tới cánh cửa ngay dưới chân cầu thang chỗ tôi đứng. Ông chủ và một thằng bé lớn hơn 2 đứa trẻ hôm qua bước vào. Cả 2 đều đội một chiếc mũ nhỏ màu đen và mặc quần áo trắng tinh, được là phẳng phiu. Họ trò chuyện một lát thì thằng bé bước lên cầu thang. Nhìn thấy tôi, nó kêu lên một tiếng nhỏ nhưng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Bước qua tôi mà không liếc lấy một cái dù cho tôi mỉm cười với nó. Tôi quay lên mò điện thoại để xem giờ. Điện thoại hết pin, trời đã mờ mờ sáng. Theo giờ bên này thì có lẽ ở Việt Nam đã khoảng 9 hoặc 10 giờ sáng rồi. Tôi đoán thế. Với tay lấy chiếc khăn bẩn thỉu bà chủ đưa hồi hôm, tôi giấu gọn mái tóc mình trong chiếc khăn nặng trịch ấy và quay xuống nhà. Chiếc váy quá dài làm tôi vướng víu khi di chuyển, nhưng không biết làm sao được. Tôi đi dọc hành lang phụ ra hành lang chính.
và nhìn thấy một căn phòng gần cuối hành lang sáng đèn. Tôi nhìn vào, đó là căn bếp. Ông bà chủ đang ngồi bên một khay trà và trò chuyện. Nhìn thấy tôi, bà chủ vẫy vào. Căn bếp có hai phòng rộng rãi, bà ta bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bà nói một hồi bằng tiếng Ả Rập, rồi đưa mắt về phía chồng. Ông ta dịch lại bằng tiếng Anh rằng, hằng ngày tôi sẽ dậy khi tiếng loa báo giờ cầu kinh. Tiếng Anh của ông ta cần thêm tay chân phụ họa, nên tôi cũng hiểu gần hết những gì họ muốn diễn đạt. Sau đó tôi xuống bếp, chuẩn bị đồ ăn cho lũ trẻ tới trường. Có ba đứa, hai đứa sẽ tới trường và một đứa sẽ được gửi ở nhà bà ngoại gần đó. Bà chủ sẽ không để em bé ở nhà vì em chỉ theo cô giúp việc ở nhà bà ngoại. Sau khi họ rời đi, tôi sẽ có thời gian để ăn sáng. Ăn sáng xong, tôi sẽ giặt đồ. Ông ta nói bà chủ sẽ hướng dẫn cho tôi. Giặt đồ xong thì lau chùi tất cả các phòng trong nhà. Hôm nay lau tầng 1, ngày mai tầng 2, ngày mốt tầng 3 và luân phiên như thế. Thảm sẽ phải quét bằng tay hàng ngày. Vườn và sân cũng được quét dọn hàng ngày. Khoảng 2 giờ chiều họ sẽ trở về nhà và tôi sẽ chăm sóc lũ nhỏ, còn bà chủ sẽ nấu ăn. Sau này bà sẽ hướng dẫn và tôi sẽ nấu ăn trong lúc họ đi làm. Tóm lại, giờ tôi hiểu công việc xin đi nấu ăn ở Việt Nam đã cua quẹo thành ra như vậy. Tôi gật vì làm gì còn có đường lùi. Bà chủ bước ra và ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi bước vào căn phòng thứ hai trong bếp qua cánh cửa khá rộng. Phòng này chứa vài chiếc tủ lạnh khá lớn và một tủ cấp đông chạy dọc tường. Phía đối diện là một tủ tường với nhiều ô khá lớn. Bà ra hiệu sáng nay tôi sẽ lau chùi căn phòng này. Tôi gật đầu. Sau đó tôi tiếp tục theo bà ra ngoài hành lang tới cánh cửa phía đối diện bếp là phòng giặt. Bà chỉ cho tôi một đống quần áo trắng để riêng rồi gọi chồng. Ông ta tới và giải thích quần áo đàn ông, đàn bà tuyệt đối không được giặt chung. Đồ trắng đi lễ phải được giặt riêng. Tôi gật đầu. Quần áo em bé tôi phải giặt bằng tay. Tôi gật. Một đống phân trẻ em trên nền phòng giặt. Bà nói chút nữa tôi dọn vì bọn nhỏ thỉnh thoảng mơ ngủ, nghĩ đây là nhà vệ sinh. Theo như ông chồng dịch lại, tôi lại gật. Không biết phải lắc như thế nào, bỏ về như thế nào. Tiếp đến là hai nhà vệ sinh liền nhau, khai mù và cáu bẩn. Hôm nay tôi sẽ chà sạch hai nhà vệ sinh này. Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu lâu rồi họ không lau chùi nhà cửa. Bà chủ tiếp tục đi hết hành lang chính, mở cánh cửa cuối hành lang ra, một khu vườn rộng với vài cây lựu, chanh, còn lại trống trơn toàn cỏ dại, sỏi đá và cát. Một vài cái bơm với dây dẫn vắt ngang qua khu vườn. Bà nói tôi hôm nay sẽ dọn sạch cỏ và tưới cây. Tôi cũng gật. Và rồi một đống việc lau chùi khác được giao. Tôi gật. Sau đó bà bấm chuông rồi vào phòng đóng cửa lại. Lũ trẻ đầu bù tóc rối lần lượt xuất hiện. Đứa bé nhất nằm trên vai ông bố, mắt vẫn nhắm nghiền. Ông giới thiệu tên chúng với tôi, nhưng thú thật tôi không thể nhớ nổi vì quá khó để phát âm. Tôi sẽ phải tự đặt biệt danh cho chúng để dễ phân biệt. Khoảng 20 phút sau, bà mẹ xuất hiện, tay xách nách mang đủ thứ. Bà phục phịch đi ra cửa trong chiếc áo dị choàng dài màu đen, khăn và mạng che kín mặt. Chỉ còn hở đôi mắt trong veo rất đẹp. Bà ra hiệu cho tôi mở tủ giày gần cửa, chọn giày và đi giày cho con bà. Xong xuôi họ kéo nhau ra khỏi nhà và khóa tôi lại bên trong. Tôi quay vào bếp, không có gì để ăn được, chỉ còn lỏng chẳng vài củ cà rốt và sữa trong tủ lạnh. Phở và mì gói của tôi họ cất ở đâu không rõ, khi mà tôi lục tung tất cả các ngăn tủ đồ khô đều không thấy. Quay ngược lên chỗ ngủ của mình, tôi mang bánh mì xuống, cho vào lò quay rồi ăn cùng với chai sữa hôm qua. Uống thuốc xong, tôi bắt đầu đi khắp nhà. Bụi phủ dày khắp mọi nơi, ánh sáng mặt trời len qua các tấm kính, lạnh lẽo, soi lên các lớp bụi chồng lên nhau qua ngày tháng ở tất cả các phòng. Các tầng trong nhà,
có khoảng hơn chục căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu y chang nhau. Đồ chơi của lũ nhỏ vung vãi khắp nơi, vào căn phòng khách nhỏ cạnh phòng bếp. Tôi quẹt tay lên bàn trà, ngón tay tôi đen dày bụi, một giọt máu nhỏ xuống mặt kính bàn. Khi tôi cúi xuống, tôi sờ lên mũi mình, máu bắt đầu nhỏ liên tục rồi ròng ròng chảy xuống áo. Chạy cuốn vào bếp, tôi lấy giấy ăn bịt mũi lại, rồi ngửa mặt lên thở hổn hển. Tôi bị sốc nhiệt. Trời lạnh khủng khiếp. Chỉ cách đấy chưa đầy 48 giờ, tôi vẫn đang ở một nơi nắng ấm tràn đầy. Tôi ước gì ngoài kia là tiếng còi của những dòng xe kẹt bất tận, không phải là sự im lặng nghẹt thở như thế này. Điện thoại không có sim, không mạng, không ai biết tôi ở đâu, đang làm gì. Không muốn bị đạp ngã xuống đất một lần nữa, nên tôi cố đứng lên, bắt đầu công việc của mình. Làm việc có lẽ là cách tốt nhất để tôi không bị hoảng sợ. Các đại lý ở Việt Nam đã vẽ ra viễn cảnh tôi sẽ được trọng dụng như thế nào khi có bằng nấu ăn và biết tiếng Anh. Chui đầu vào rọ cũng không khó lắm khi họ cho xem một loạt hình ảnh đầy thuyết phục về công việc mà tôi sẽ ký kết. Thực tế là những gì vừa trải qua đã khiến tôi gần như tê liệt vì sợ hãi. Chúng tôi bị bỏ rơi ngay từ khi bước chân lên máy bay, và giờ đây, dù công việc nhiều như thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận, miễn sao đừng có gì nguy hiểm xảy tới. Tôi tìm thấy một chiếc đồng hồ nhỏ trong giỏ đồ chơi của lũ nhỏ. Nó vẫn chạy tốt. Kim đồng hồ chỉ 10 giờ sáng khi tôi bắt đầu dọn tới phòng ngủ của đứa con trai lớn. Phòng chỉ toàn máy chơi game và một đống lộn xộn tất quần áo trên nền nhà đầy rác và bụi. Linh tính có người nhìn mình, tôi quay lại. Ông chủ đứng đó từ khi nào, chằm chằm nhìn tôi làm việc. Tôi kêu tại sao không báo trước. Ông ta ngoắc tay tôi, bảo tôi ra phòng khách nói chuyện. Cánh cửa phía dưới chân cầu thang tôi đứng lúc sáng dẫn ra một cái sân khác. Bên hông sân là một phòng khách lớn hơn nhiều so với hai phòng khách trong nhà. Nó được làm bằng kính, trải thảm cùng với các dãy ghế bọc nhung dài có gối ôm kê sát hai bên tường. Một lò sưởi lớn với các bình trà bằng đồng có vòi cong vuốt xếp đặt phía trên. Ông chủ ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Ông ta nói rằng những gì ông ta nói tôi sẽ không được nói lại với vợ của ông. Tôi gật. Ở đây cô sẽ phải làm việc theo ý của vợ tôi. Đàn ông chúng tôi không can thiệp vào việc nội trợ và chuyện trong nhà. Cô cũng không được phép nói chuyện với tôi khi có mặt vợ tôi. Có chuyện gì thì cô cứ hỏi vợ tôi, cô ấy sẽ nói lại với tôi. Nếu tôi đồng ý, cô ấy sẽ thông báo cho cô. Nhưng nếu cô biết giữ miệng thì cô có thể hỏi thẳng tôi khi vợ tôi không có nhà. Khi bê đồ ăn cho chúng tôi, không, cô không được nhìn vào mặt tôi và phải quỳ xuống đưa đồ ăn cho tôi. Ông làm nghề gì? Tôi cắt ngang. Ông ta thoáng sửng sốt. Cô không được phép nói khi tôi chưa dừng lại. Vợ tôi là giáo viên dạy kinh Koran trong trường học, còn tôi là huấn luyện viên thể hình. Tôi sẽ về nhà trước vợ tôi. Cô sẽ phục vụ bữa ăn nhẹ cho tôi trước khi vợ tôi về chuẩn bị bữa chính. Cô sẽ phải tuân thủ luật lệ của đất nước chúng tôi. Khi tôi có bạn tới chơi, cô sẽ phải che kín mặt và ở yên trong bếp, không được thò ra cho tới khi bạn tôi về. Ở nhà này có hai phòng khách, một dành cho phụ nữ, một dành cho đàn ông. Cô không được để vợ tôi thấy tôi và cô có mặt cùng lúc tại phòng khách này. Bây giờ thì dọn phòng tập cho tôi rồi hãy tiếp tục công việc của cô. Rồi ông ta đứng lên ngần ngại một chút. Ông ta hỏi, cô có biết massage không? Để làm gì? À không, để vợ tôi có đau đầu thì cô có thể massage cho cô ấy. Sau đoạn hội thoại với ngôn ngữ tay chân của ông ta, cuối cùng tôi cũng có cảm nhận mình đang trở lại thời nô lệ của nghìn lẻ một đêm. Mà thật ra là đúng như thế. Hai tuần tiếp theo, tôi vẫn tiếp tục chảy máu cam. Công việc nặng nhọc khủng khiếp. Lau chùi, dọn dẹp cả một tòa nhà đồ sộ chỉ là phần phụ. Phần chính là tôi phải cuộn tất cả các thảm trong nhà, đi giặt 3 ngày một lần.
mà là giặt tay ở sân sau. Tôi đã hiểu vì sao sân sau chỉ trơ trơ trọi một gốc chanh và một gốc lựu. Bởi ở đây chủ yếu là để giặt và phơi thảm. Khi gặp Iris, cô nói cho tôi biết nhà này gần 6 tháng nay không tìm được người giúp việc. Vì vậy mỗi tuần cô sẽ tới lau dọn qua loa cho họ, chứ bà vợ tuyệt đối không động vào việc nhà. Iris là cô hầu gái chăm sóc bé Soan, tức là bé Út, cho bà chủ ở nhà bà ngoại của bé. Lần đầu giặt thảm bằng tay, tôi ướt đầm đìa từ đầu tới chân. Các cuộn thảm quá nặng. Tôi bò ra dùng bằng chải chà bằng bột giặt rồi phun nước chà đi chà lại cho tới khi sạch. Tay tôi tê dại đi và gần như không đứng lên nổi khi vác các cuộn thảm đẫm nước lên vai đi phơi. Công việc ngốn mất cả ngày trời, tôi không được ăn trưa khi chưa xong việc, mà cũng không thể giặt gian dối qua loa được vì các vệt xà phòng sẽ bám dính vào thảm khi khô, tạo ra những vết loang rất chướng mắt. Tôi đã phải giặt lại một lần vì không xả sạch. 3 ngày một lần cứ thế tiếp diễn khiến tôi kiệt sức. Ở đây cứ mỗi cơn gió là cát tung mù, nhà chủ thích mở cửa, cả cửa sổ nữa, vì thế thảm bám bụi nhanh khủng khiếp. Công việc cực nhọc đứng sau giặt thảm là chùi bóng đồ đồng trong nhà. Một tuần một lần, tôi phải lôi hết đống ấm chén bình trà ra chùi sạch bằng dung dịch đánh bóng. Một thứ rất độc hại mà tôi thì không có gì để che mũi lại. Hai bàn tay đen xì khi chà vào đống đồ đồng, rồi giặt đồ trắng cho ông chủ bằng tay. Bà chủ dùng thuốc tẩy và xà phòng đổ vào một cái chậu to, rồi tôi cứ thế mà giặt. Nhiều lúc phơi đồ xong, bàn tay tôi co cứng lại không thể duỗi ra được vì chất tẩy làm cho da co hết vào. Cố duỗi ra là bật máu. Nhiều khi hứng chí, bà chủ lại lôi những cây giả trưng khắp nhà bắt tôi lau từng cái lá một. Các việc khác đang đợi mà nếu tôi không hoàn thành xong thì đừng nói đến chuyện ăn cơm. Tôi chỉ phục dịch bọn trẻ khi chúng đi vệ sinh, rửa ráy, thay đồ nên cũng không là vấn đề. Đến khi lau chùi đống cây kia xong, tôi cũng không còn muốn gì ngoài việc trốn vào nhà vệ sinh nào đó trên tầng và ngồi gục xuống một lúc cho bớt mệt. Công việc kéo dài từ lần cầu kinh đầu buổi sáng khoảng 4 giờ rưỡi cho tới 11 giờ rưỡi đêm, liên tục như vậy. Vấn đề là tôi không thích nghi được với đồ ăn và yếu dần đi. Cơm nấu với nước luộc gà hoặc nước luộc cừu, họ không biết ăn cơm trắng, không có thịt lợn và họ cũng không ăn thịt bò. Gà và cừu. Trứng rất hiếm và đắt nên họ kiểm soát từng quả một. Cả hai thứ thịt kia họ hầm với những gia vị nồng mùi, khiến tôi không thể nuốt nổi. Tôi chỉ có thể cắt bắp cải ăn với bánh mì. Họ biết tôi bệnh, nhưng không có sự khoan nhượng nào. Tôi gần gũi được với cậu con trai lớn, mắt to, có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra là rất ấm áp. Cậu bé nói tiếng Anh khá chuẩn, vì vậy tôi có thể xin cậu được bát wifi. Những hình ảnh đầu tiên tôi gửi về Việt Nam trên Facebook là bức hình căn nhà đẹp đẽ và những hình ảnh tươi vui của tôi. Mọi người chúc mừng và khen tôi may mắn. Tôi biết làm gì hơn cho những người ở nhà. Tấm áo abazat của phụ nữ Hồi giáo, phiên bản nô lệ, dính chặt vào người tôi suốt hành trình còn lại. Phần 1 và phần 2 xin được phép tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày mai trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.